rồi, bắt đầu chưa? Rồi, lên nào. Đây là tác hại của thuốc lá nhá. Ừ, đây là tác hại của thuốc lá nhá. Cho vào gần đi. Nét đi. Nét vào. Xem xong video này ai đang hút thuốc thì hãy bỏ thuốc đi. Ờ, xem xong video này ai hút thuốc cứ thoải mái. Sợ chưa? Mà có gì đâu mà lên được khói, đấy khói chưa quyền đá đấy mà chưa đá rất là nhiều khói ở trong chai một một điếu thuốc rất là nhiều khói hút mẹ đó hút quyền đây đấy. Đấy. Ở đây tượng trưng là phổi của những người đang hút thuốc. Ờ, mày hút rồi đấy. Một điếu thuốc rất là nhiều khói. Quên chun thì là hút ghê hũ rồi. Mẹ tao trực tiếp cho mày ở phòng. Trực con mẹ tiếp. Đây là phổi của những người đang hút thuốc. Hút đi. Rồi chết tòi rồi. Không mồm thổi hết khói rồi đấy thổi hết khói rồi sợ chưa ui đây là lá phổi của những người đang hút thuốc. Ừ, đây nào qua rất nhiều lớp vẫn còn váng luôn bẩn. Sợ chưa? Đấy, khuyên anh em ai hút thuốc thì bỏ dần đi. Mùi rất là khó chịu. Đấy, sợ không? Ok, tắt đi. Tắt nhá.